Đây là chiếc laptop Evo Ultra Thin 15.6 được sản xuất với công nghệ Mỹ, có trọng lượng 2,5kg, mỏng, nhẹ, nhỏ gọn, thuận tiện cho việc mang đi và xách tay. Phía bên trái máy có 3 ổ cắm USB, ổ cắm sạc và ổ cắm HDMI. Phía bên phải có 3 ổ cắm USB, ổ cắm tai nghe và ổ cắm thẻ nhớ. Với cấu hình tầm trung, chip Intel Core i7-7560 thế hệ 7 sẵn sàng phục vụ những vấn đề về thiết kế hình ảnh, edit video, giải trí game ở mức độ ổn định. Kèm đó là card đồ họa Intel Plus 640, hàm lượng pin lên đến 4600mAh, phục vụ những tác vụ cơ bản lên đến 8 giờ. Màn hình 15.6 inch hiển thị Full HD sắc nét, bàn phím và pad rộng giúp dễ dàng thao tác các hoạt động trên máy. Chỉ với khoảng 15 triệu đồng là có thể sở hữu ngay chiếc máy mang chip Intel i7 thế hệ 7 mà không cần phải chi trả quá nhiều chi phí để sở hữu như những chiếc máy ngoài thị trường. Rất vừa hợp túi tiền cho các bạn học sinh sinh viên, nhân viên văn phòng để phục vụ cho những tác vụ từ trung bình cho đến cao. Không chỉ riêng về máy laptop, máy tính bàn, Trang Nguyễn còn cung cấp các thiết bị máy văn phòng, vật tư linh kiện hỗ trợ cho văn phòng của bạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trangnguyencantho.com hoặc truy cập fanpage thiết bị máy văn phòng Trang Nguyễn Cần Thơ. Chiếc laptop hỗ trợ Full HD 4K giúp chúng ta có trải nghiệm mượt mà trên hình ảnh. Các bạn có thể thấy máy hoạt động với hình ảnh sắc nét mượt mà và không có hiện tượng giật lag gì xuất hiện trên máy. Để sở hữu chiếc laptop hay vật tư linh kiện hoặc thiết bị máy văn phòng, vui lòng liên hệ trangnguyencantho.com hoặc liên hệ số hotline 0942 387779 để được tư vấn.